Hải Phòng là thành phố nằm bên bờ Biển Đông. Trong những thập kỷ qua, thành phố liên tục tiến về biển, cả về các ngành nghề, khai thác tiềm năng của biển cả như đóng tàu, thủy sản, dịch vụ hàng hải. Bên cạnh đó là triển khai hàng loạt các dự án, hoạch định cả một vùng công nghiệp, cảng biển rộng hàng ngàn hecta, cũng như những thành phố, các khu resort du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế. Tất cả đều do vượt biển mà thành. Chương trình Ơi Hải Phòng sẽ lần lượt gửi tới quý vị và các bạn những nét phác họa về một tương lai gần trên thành phố cửa biển của chúng ta. Sáng mùng 5 tháng 6, 2009, trong loạt sự kiện được tổ chức quy mô lớn của lễ kỷ niệm quốc gia Ngày Môi trường Thế giới, tại khu du lịch quốc tế Hòn Dấu đã diễn ra lễ trồng cây và thả cá với sự tham gia của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng nhiều quan khách trong và ngoài nước, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, quận Đồ Sơn. Du lịch quốc tế Hòn Dấu tuy chưa hoàn thành nhưng trong vòng vài năm qua đã luôn là một địa điểm diễn ra các sự kiện văn hóa du lịch lớn của thành phố. Từ hình thể của dãy núi Đầu Lở, khu chân đồi Casino, nơi được coi là mũi đất tận cùng của bán đảo Đồ Sơn, trong tương lai, nơi này sẽ mở ra cả một khu du lịch lấn biển hơn 100 hecta mang tầm vóc quốc tế. Khi hoàn thành, sẽ trở thành một quần thể du lịch không chỉ lớn nhất Hải Phòng mà còn vượt tầm nhiều điểm du lịch danh tiếng trên thế giới. Non nước Đồ Sơn vốn từ lâu đã là một báu vật hiếm có của đất trời ban tặng cho Hải Phòng. Bờ biển cát mịn thoai thoải, trải dài hơn 2.500 mét, ngầu đỏ phù sa. Bên cạnh vẻ nên thơ vừa lãng mạn, dịu êm, vừa dữ dội của một vùng biển trời cửa biển, như nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra, nước phù sa biển Đồ Sơn còn rất có lợi cho sức khỏe. Những ngọn đồi có độ cao vừa phải, thông reo ngút ngàn. Những công trình kiến trúc lâu đời, hài hòa với thiên nhiên. Một rừng nguyên sinh hiếm có giữa bốn bề sóng nước cũng là miền tâm linh huyền bí cổ xưa. Một miền lễ hội độc đáo, đậm sắc màu biển đảo, còn lưu dấu ngàn năm hoang sơ của đời sống tâm linh Việt cổ. Đồ Sơn có tất cả những tiềm năng quý, nhưng chưa trở thành một khu du lịch có tầm vóc, đẳng cấp quốc tế. Đó là một thách thức với những doanh nhân như anh Hoàng Văn Thiềng. Vốn xa quê, lập nghiệp và thành đạt tại thành phố Hồ Chí Minh, với tâm nguyện khao khát trở về, đóng góp xây dựng quê hương, nên Hoàng Văn Thiềng là một trong những doanh nhân đầu tiên hưởng ứng lời mời gọi đầu tư của thành phố Hải Phòng. Năm 2003, anh chọn vùng đất mũi tận cùng bán đảo Đồ Sơn để quyết thăng hoa tài lực trí tuệ, biến những gì còn ở dạng tiềm năng ấy trở thành một thiên đường du lịch thực thụ. Công trường vẫn còn ngổn ngang những hạng mục đang gấp rút vượt tiến độ, nhưng để có được hạ tầng khu du lịch như hiện nay cũng đã là cả một kỳ công. Những con người chọn mảnh đất này để khẳng định bản lĩnh, không chỉ đổ xuống biển hàng tỷ mét khối đất đá, mà còn bị đổi từng mét đất lấn biển
bằng mồ hôi trong suốt hơn 3 năm trời lăn lộn với sóng gió, bão tố. Nơi tạo cốt lập nền, mở rộng đất từ điểm sâu 31 mét dưới lòng biển. Nơi lại lập cao độ dương 10 rồi mới tạo mặt bằng thi công. Cát đen mịn hàng triệu khối đưa từ cồn ngoài khơi xa vào. Cát trắng chờ từ đảo Bạch Long Vĩ về, tạo bãi tắm tự nhiên, bãi tắm lưới. Đá nguyên khối từ Thanh Hóa đưa về dựng cầu, thiết kế cảnh quan. Cây đại thụ từ mọi miền đất nước đem về tô điểm khu du lịch. Hàng chục hạng mục công trình lớn đã hoàn thành hạ tầng. Sau con đê biển bao bọc khu du lịch là dòng sông Lười đang dần hiện hữu. Biển hồ 6,7 hectare, lớn nhất thế giới, hiện tại đã xong khung nền. Bãi tắm tự nhiên, bến cảng du lịch đã thành hình. Hạ tầng kỹ thuật các khu villa thung lũng xanh, villa suối xanh, villa bến du thuyền, khu nhà hàng biển đã sẵn sàng bàn giao để xây dựng. Được đưa về, hoa thơm cỏ lạ bắt đầu bám rễ ra hoa, đơm trái, mang lại hơi ấm và nét duyên dáng thơ mộng cho vùng đất lấn biển. Đã thấy thấp thoáng hình ảnh của một Đà Lạt mộng mơ, độc đáo, bởi không nằm trên cao nguyên xa xôi mà ở ngay bên bờ biển Đông. Cầu Xuyên, quận Đồ Sơn. Thế thì cứ mỗi tuần tôi ra ngoài này đưa các cháu ra ngoài này chơi một lần. Thế tôi cảm thấy như thế là cái khu vực này thì là nói chung là nói là phát triển ra cái khu vực này là rất đẹp và nó cũng rất thích hợp với lại khách du lịch cũng như khách ngay tại ở đây. Hôm nay mình đến đây rất là dễ dàng. Sự đầu tư về quy mô, về cảnh quan nơi này, mặc dù nó chưa hoàn thiện lắm, nhưng mà bước đầu thì như thằng nhỏ là mình rất thích khủng long hoặc là những cái hòn núi đá, non bộ, tất cả nó làm cho cái khung cảnh ở đây rất là đẹp. Cách đất mũi Đồ Sơn chừng 800 mét, bên kia là đảo dấu linh thiêng huyền thoại. Một cây cầu đang chuẩn bị vượt qua eo biển nối đôi bờ. Đảo Dấu là khu A, còn đất mũi bán đảo Đồ Sơn bên này là khu B của khu du lịch quốc tế Hòn Dấu. Đảo sẽ được mở rộng ra biển 54 hectare, gấp 3 lần diện tích hiện nay để trồng rừng và điểm tô thêm những hạng mục du lịch lớn. Chúng tôi đã làm cái khu này trong gần hơn 35 năm nay, thì nó ra là trong cái quy hoạch của thành phố đã cấp cho dự án là 120 hectare lấn biển, mà hiện nay chúng tôi đã làm khu B là khu bên bờ 72 là 64 hectare, còn chúng tôi đang tiến ra sang bên kia đảo, bắc qua cái con cầu và sang bên kia đảo là 54 hectare và phần đảo vẫn giữ nguyên. Ở đây có những cái khu vui chơi như là tập đoàn Disney World sẽ đầu tư vào đây, ở Florida họ sẽ đầu tư vào đây để làm cái khu vui chơi giải trí, và ở đây có thủy cung này, rồi có cano bay này, rồi có thủy phi cơ này. Cano bay thì ở đây chúng tôi làm như là Macau Hồng Kông đấy, họ bay sang Cát Bà chỉ có 18 phút thôi. Rồi có kinh khí cầu này, rồi ở đây chúng tôi sẽ làm nước trong nước biển trong vắt bởi khu cái núi đầu nở đấy, chúng tôi lấn ra biển
vào 6,7 hecta và làm toàn bộ khu lọc nước biển trong vắt. Và ở đây chúng tôi sẽ làm cả cái khu vực trên này mùa đông, ở đây là không tắm biển được, chúng tôi làm bãi tắm biển mùa đông luôn. Mong các nhà đầu tư là nhìn thấy và nhận thấy đây là một cái cơ hội mà các nhà đầu tư trong và ngoài nước nên cùng phối hợp với lại dự án, cùng phối hợp với chủ đầu tư. Trên diện tích lớn tới hơn 100 hecta liên hoàn sẽ sắp bày hàng chục hạng mục vượt kỷ lục, các công trình đồng dạng ở trong nước và các công trình lần đầu có ở Việt Nam. Với tất cả những người yêu Hải Phòng, tha thiết vì sự phát triển của thành phố biển mến thương của chúng ta, hy vọng trong thời gian gần, Hải Phòng sẽ có một khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, vừa hiện đại, hấp dẫn, vừa độc đáo, có 102 của biển trời, non nước, rừng thiêng, biển gấm, giống như một làng cổ tích giữa sóng nước ngàn năm.